Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, xứ sở của những âm điệu. Nơi đây là một phần trong không gian văn hóa cổng chiêng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lời ca, tiếng hát của những cô gái Mơ Nông, Ê Đê, Mạ, hòa trong tiếng cổng chiêng, vọng qua những hang động để đến với tiếng thác trinh nữ, Gia Long, Rây Nu, Rây Sáp, Liêng Nung, Đắc Cờ Lùn. Và nổi bật trong những thanh âm đó chính là tiếng đàn đá, thanh âm nguyên thủy kết nối con người với đất trời, thần linh. Cùng với cồng chiêng, đàn đá là loại nhạc cụ cổ xưa, đến nay vẫn còn gắn bó trong đời sống cộng đồng các dân tộc ở Đắk Nông. Những thanh âm của thiên nhiên, con người và cuộc sống đã kết tinh và trở thành biểu tượng trên logo của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Với trọng tâm là hai vòng tròn mà khi nhìn vào chúng ta có thể nhận thấy đó là miệng núi lửa. Ngoài ra, hai vòng tròn còn là biểu trưng của cồng chiêng, một nhạc cụ quen thuộc của các dân tộc ở Tây Nguyên. Vòng ngoài của logo Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông là hình ảnh năm thanh đá tượng trưng cho một trong những bộ đàn đá đầu tiên của lịch sử loài người được tìm thấy nơi đây. Hình của năm thanh đá cũng được sắp xếp để khi nhìn vào, người ta có thể cảm nhận được đó còn là năm ngón tay trên một bàn tay đang mời gọi du khách đến với Đắk Nông. Và trên logo này, kết nối của những thanh đàn đá ấy là năm dòng kẻ, biểu trưng của một khung nhạc. Nhà trưng bày đàn đá là một trong những điểm di sản độc đáo thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đến tham quan điểm di sản này, du khách như có chuyến thưởng ngoạn xuyên không gian, thời gian để khám phá nguồn gốc âm nhạc trên toàn thế giới, để cảm nhận sâu sắc các thanh âm và để hiểu biết hơn về sự kết hợp giữa âm thanh với ngôn ngữ của con người. Nhà trưng bày đàn đá Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông cũng là nơi giới thiệu trưng bày nhạc cụ cồng đá cổ xưa nhất của loài người và các loại nhạc cụ truyền thống tiêu biểu của một số nước trên thế giới thời tiền sử, có niên đại khoảng 40.000 năm đến 3.000 năm trước, kể từ thời điểm xuất hiện bản chữ viết đầu tiên. Nhà trưng bày đàn đá là một điểm đến tuyệt vời, thể hiện một phần về văn hóa và con người Mơ Nông. Sự kiện này rất quan trọng, được tổ chức trong nhà dài truyền thống của người Mơ Nông. Điều này chỉ có thể thực hiện thành công khi có được sự đồng thuận của cộng đồng người Mơ Nông và kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa và âm nhạc. Tôi cũng hy vọng rằng nhà trưng bày này sẽ giúp tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương thông qua hoạt động du lịch để du khách được trải nghiệm văn hóa bản địa và chiêm ngưỡng các loại nhạc cụ cổ xưa khác trên thế giới. Có một không gian âm thanh không chỉ độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á và là một trong số ít địa chỉ trên thế giới. Đó chính là nhà triển lãm âm thanh Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tất cả các gian triển lãm và các nhạc cụ ở nơi đây đều do nhóm nghệ sĩ Pháp Sendoko Snow sáng tạo riêng cho Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, lấy cảm hứng từ âm thanh của thiên nhiên cùng những ứng dụng công nghệ hiện đại. Cùng với việc trưng bày các nhạc cụ truyền thống có âm thanh tự nhiên, thì nơi đây còn triển lãm các loại nhạc cụ độc đáo của thế giới thông qua sự sáng tạo của con người. Nhà trưng bày này là tác phẩm nghệ thuật tương tác được nhóm chúng tôi thiết kế, trong đó có hai mô đun tương tác tích hợp mới là âm thanh của gió và âm thanh của chúng ta. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã từng thiết kế âm thanh tương tác của đá. Kết quả hôm nay nằm ngoài sự mong đợi của nhóm chúng tôi, vì loại đá mà các bạn tìm được có chất lượng rất tốt, mặt nhẵn và rất sắc cạnh. Do đó mà sự ma sát và tương tác để tạo ra âm thanh cũng tốt hơn. Trong âm thanh rộn ràng của cồng chiêng, sử thi và các nhạc cụ dân tộc, hòa cùng tiếng gió reo, thác đổ, tiếng cỏ cây, hoa lá, nhà trưng bày đàn đá và nhà triển lãm âm thanh nổi bật như là biểu tượng của sự kết tinh các âm điệu trong xứ sở của những âm điệu. Hãy đến với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông để cùng khám phá những điều độc đáo, diệu kỳ như thế.